Xin chào các anh chị. Trong video này chúng ta tiếp tục review phần mềm HR Online, phần mềm quản lý nhân sự 4.0, module nhân sự, phần quản lý hồ sơ nhân viên. Trên thanh menu các anh chị vào phần nhân sự và chọn hồ sơ nhân viên. Đây là danh sách tất cả những nhân viên của công ty. Và các anh chị thấy là có những cái thông tin để các anh chị biết được nhanh chóng về ảnh đại diện của nhân viên, tên, phòng ban, vị trí, trạng thái là đang làm việc hay đã nghỉ việc, thông tin liên hệ, ngân hàng và những cái thao tác khác. Ngoài ra cái tab tiếp theo đó là giảm trừ gia cảnh, liệt kê tất cả những danh sách mà nhân viên có những cái người thuộc diện là giảm trừ gia cảnh. Và tab tiếp theo đó là giấy phép lao động, danh sách những cái giấy phép lao động. Chúng ta trở lại với hồ sơ nhân viên. Bây giờ chúng ta vào một nhân viên cụ thể. Đây là màn hình thông tin của một nhân viên, chứa đầy đủ thông tin để các anh chị có thể quản lý. Đây là những thông tin chi tiết, những thông tin mà không thể thiếu được đối với mỗi nhân viên, giúp cho phòng nhân sự có thể lưu trữ và quản lý một cách chi tiết đầy đủ. Và ngoài những thông tin chi tiết thì phần mềm HR Online còn có những cái thông tin liên quan, ví dụ như là phúc lợi của nhân viên này, những danh sách những cái hợp đồng bảo hiểm, khen thưởng kỷ luật và lịch sử tiền lương, cũng như là có những cái biểu đồ thống kê để các anh chị có thể nhìn nó trực quan hơn. Tiếp theo là những hồ sơ của nhân viên này, ví dụ như là danh sách bằng cấp, những cái hồ sơ giảm trừ gia cảnh, vân vân. Và tiếp theo là tab năng lực, tức là lưu trữ lịch sử điều chuyển bổ nhiệm, những lần đánh giá cũng như là chuyên môn kỹ năng của người nhân viên này. Tiếp theo là những khóa đào tạo mà người nhân viên này đã tham gia thì cũng lưu lại lịch sử trên phần mềm. Và tiếp theo đó là những cái tài sản mà nhân viên này đang nắm giữ. Đây là phần phân quyền của nhân viên này, tức là chúng ta sẽ theo dõi quyền hạn của họ. Và cuối cùng đó là đánh giá được cái năng lực làm việc của nhân viên. Ở đây có thống kê là những công việc mà nhân viên đang tham gia, những dự án mà nhân viên đang tham gia, thì các anh chị có thể chọn theo thời gian, chọn dự án và xem được tổng số công việc mà họ đã tham gia, tỷ lệ đã hoàn thành và những tỷ lệ quá hạn. Từ đây mình có thể có một cái nhìn nhanh về hiệu quả công việc của những nhân viên trong phòng ban và trong công ty. Thì vừa rồi chúng ta vừa xem qua quản lý hồ sơ nhân viên trong phần mềm HR Online. Cảm ơn các anh chị đã lắng nghe. Hẹn gặp lại các anh chị trong những video sau.